tài cho anh em nha. Hiện tại giờ khách cũng đang coi chiếc này, chiếc biển số này bây giờ về cũng được mấy bữa rồi ha. 6139 gì nè. Về qua cái hạn nữa. Còn khá khá. Rồi chiếc này giờ bắt đầu chạy ra sao làm bảo dưỡng nha anh em. Chiếc này máy thái 1.7 rồi 24 dưỡng. Dạng đầu đời. Con bên xích mới luôn. Mới dần dần. Chiếc này giờ em đã mở ra kiểm tra nhông bọng thịt số nhông nó đây ok chắc phải mở đạn cái đích thôi nhưng mà phải làm đồng ở chỗ đó rồi thằng Lăng cũng vừa mở ra luôn hai nè. Mới giờ quay không kịp, đang quần máy thử. Bụi bay đầy luôn. Chờ mình khách cái nha. 1 2 3 1 2 3 chưa nha, chụp hình với chút. Rồi, giờ bắt đầu lên máy nha anh em. Sẽ động trước rồi. Rồi quá ok luôn em ơi, giờ lên xe về rồi. Chúc anh em làm ăn thuận lợi phát đạt ha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây.
thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi xin cảm ơn nha. Rồi đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha, sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Đây sao cũng khu của máy cài nữa. Như mấy chiếc này đang làm đây. Chiếc này cũng đang gã hết ra, chiếc này gã nhiều nữa đây nè, này là đại tu luôn á. Đây chiếc này giờ đang làm một số đã ra làm miễn phí ha. Cái khu vực này kia đâu vực chiếc loại máy ha nè, máy. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặt cho khách xem á, mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Ở phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Từ gần bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha. Giờ máy mình có để sẵn ha, anh em cứ thích thì đến test máy à, nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Rồi đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Có số điện thoại thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Ê, hai container chứ của máy gạch và điện thoại có tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Thế bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.